Một ngày mùa đã đến, nắng hay mưa luôn thơm ngát hương hoa. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mãi ấm thêm vui, khắp muôn nơi rộn rã vang tiếng cười. Vui ngày mới, gia đình bên nhau, yêu thương chưa tràn đầy, nào cùng hòa vang câu ca. Cảm ơn nhãn hàng Sốt Ngát Hương Hoa cho phát thanh mưa đã đồng hành cùng với chương trình. Đăng Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn ngân hàng nước giặt xốp Ngát Hương Hoa chấp hết nắng mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 1. Chào anh Đại Nghĩa, chào hai đội bạn cùng chơi và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em tên là Bé Bảy, ông xã em là Thành Nhân, chúng em tính từ Vĩnh Long và chúng em đã kết hôn được 20 năm ạ. Công việc hiện nay của hai vợ chồng mình là gì Bé Bảy? Dạ Bé Bảy đó, em kinh doanh, còn ông xã em là làm nhân viên thư viện trường tiểu học. Dạ, hồi xưa mình sao mình gặp được Bé Bảy hay vậy? Đi trên đường gặp và quen. Cái cuộc sống hôn nhân mà đến 20 năm là một khoảng thời gian cũng rất là dài. Vậy mình có cái bí quyết gì để mình giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình không Bé Bảy? Dạ thì tụi em nhường nhịn lẫn nhau. Nguyên có chuyện gì thì bỏ đi vô giường vô ruộng chơi chứ. Và cái bí quyết nghe rất đơn giản như thế đã giữ gìn hạnh phúc gia đình của anh chị Nhân và Bé Bảy suốt 20 năm qua. Chúc mừng gia đình mình nha. Dạ đó là gia đình đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình số 2. Dạ em chào anh Đại Nghĩa, em chào quý khán giả, em chào hai đồng bạn cùng chơi. Em tên là Ngọc Huyền, chồng em là Chí Linh, em đến trường Vũng Liêm Vĩnh Long. Rồi hai vợ chồng mình sao, nhà bên em ta kết hôn được 20 năm rồi? Dạ em kết hôn được 23 năm. 23 năm còn nhiều hơn nữa. Rồi công việc hiện nay của nhà mình là gì vậy Hiền? Dạ em nội trợ, ông xã em làm vườn. À anh Linh ơi. Dạ. Nắm tay ông cái đi thăm ngơ ngác quá trời. Trong vườn mình trồng gì vậy? Trồng dừa, thỉnh thoảng như bưởi. Nhà mình là có mấy người con? Dạ em có một đứa gái. Một gái năm nay dạ. Nhiêu tuổi rồi? Dạ 20. Người phụ nữ của gia đình. Nếu vậy thì mình chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm trong cái chuyện bếp đúc. Để lát mình coi thử coi sao. Tiếp theo chúng ta làm quen với gia đình số 3. Xin chào chị. Xin chào MC Đại Nghĩa. Xin chào hai đội bạn cùng chơi. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Ga, em tính từ Xuân Hiệp và Ôn Vĩnh Long. Đứng kế bên em là chồng em là Nguyễn Nhân Quang. Hai anh chị là kết hôn được bao nhiêu năm rồi anh Quang? 34 năm rồi. Trời ơi, 34 năm rồi. Ông nói con số 34 ra mà nghe tự hào dễ sợ. Hiện nay nhà mình làm cái gì vậy anh Quang? Mình làm ruộng vườn, nghề nông, chăn nuôi. Mình ruộng vườn rồi mình chăn nuôi gì anh? Chăn nuôi bò. Rồi đó giờ nó đẻ mấy lứa rồi? Trời ơi, đã nó mọc không, không đã mà nuôi không sẽ bán nhiều tiền lắm rồi. Đẻ năm một không nữa hả? Cái hồi mà mình còn trẻ, lúc mà hai người mới quen nhau, nó làm sao anh Quang? Lúc đó mình lớn tuổi rồi mà mình đi học cấp 2 á, cái sau mình tự mình thấy mình thích cái có lần cái mình cầm cái giỏ sách điểm mua đồ á, sau mà hai đứa cầm vậy xong mến luôn, cái hai đứa cái nghỉ học cái hai đứa tự cưới nhau luôn. Lúc đó mới 11 biết yêu vậy. Mới đầu cái vậy cái gặp với nhau cái thích vậy cái gù quả. Gù sao? Đi ngủ qua đi xem hát. Xem cái lương hả? À? À, xem hát hồi xưa đó cả, dạ. Cái lương đó. Chèo xuồng ngủ qua đi, chèo xuồng đi coi hát. Chèo xuồng chở qua đi coi hát. Hồi trước đâu có đường xe chạy gì. À, đi đường đi, đi ghe thôi đó. Đi ghe, đi ghe. Rồi là từ mấy cái vụ đó là kết nhau luôn. Rồi kỷ niệm rồi hai nữa nói thêm. Hai chồng ba mấy năm mà không có con. Mà vẫn kỷ niệm đó là đeo luôn cái vợ. Dạ. Đổi cặp nào cũng không đổi hết. Vẫn vui á anh. Ê, hai chồng không còn. Trời ơi. Ôm nữa kìa trời ơi. Ngày hôm nay cả ba gia đình đến đây á đều là những gọi là tấm gương sáng. 20 năm, 23 năm rồi 34 năm đó, để cho những cái cặp đôi mà trẻ trẻ đó nhìn lấy để mà học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã nhận lời tham gia Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ mình về chỗ để chuẩn bị tham gia chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên mang tên Dấu Ấn Kỷ Niệm. Gia đình số 1 nha, gia đình của Bé Bảy, danh nhân. Mời các ai cùng xem hình. Tấm hình nào là sản phẩm mà vợ tự tay làm? Vợ bắt đầu sở thích này từ khi nào? Câu 3. Ngoài ra, vợ còn khéo tay làm được những món đồ gì khác không? Rồi, mời anh Nhân cho xem đáp án. Tấm hình sản phẩm mà vợ tự tay làm là số 1, số 2 hả anh?
Vợ bắt đầu sở thích này từ cách đây là 10 năm. Ngoài ra vợ còn làm được những món đồ gì khác không? Anh nói là còn gì anh? Cái lục bình, cái dây nhựa. Rồi, cảm ơn anh. Xin mời bé Bảy. Cái số 2. Ủa còn cái số 1 có phải mình làm không? Không phải anh ơi, cái số 1 bà không có làm. Thôi nhưng mà cũng trùng khớp được cái số 2 là vui rồi. Bắt đầu từ năm 2014. Đúng rồi, là cách đây 10 năm. Ở cái này là mình có đi học không bé Bảy hả? Dạ có, trước em học ở trên hợp tác xã. À, rồi sau này mình làm những sản phẩm này là mình có bán luôn không? Dạ có anh, em gia công á, cho công ty xuất nhập khẩu á, xuất sang nước ngoài. À, dạ. Ủa, rồi ngoài những cái món đồ này ra là mình không có làm món đồ nào khác nữa hả? Em tưởng nó hỏi nhiều trên đó không? Trời ơi, tức là em hiểu sai câu hỏi. À, giống dạ. như ông xã nói là mình còn làm nhiều dạ. món khác. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, em hiểu sai câu hỏi. Rồi, nhà mình được 2 câu trùng khớp với nhau, 1.000 điểm. Gia đình số 2, gia đình của Hiền với lại anh Linh. Chồng có từng tặng quà bất ngờ cho vợ không? Dịp sinh nhật năm nào của vợ mà hai vợ chồng nhớ nhất? Vì sao? Rồi. Rồi, mời Hiền. Có anh. À, chồng có tặng quà là có tặng quà. Tặng quà bất ngờ luôn á hả? Dạ. À, mà cái đó nó có diễn ra thường xuyên không? Dạ không, có một năm tặng có một lần mới năm rồi anh, sinh nhật em. À, vì sao? Ê, vì đó em thấy hạnh phúc. À, hạnh phúc cho nên là mình nhớ nhất. Mời anh Linh là có tặng quà sinh bất ngờ cho vợ nè. Sinh nhật năm nào? Là năm số 2 à. Ủa 2022 hả? Bên đây 23, bên đây 22. Năm rồi mình. Mới năm rồi mà ổng ghi lộn. Hạnh phúc. Rồi, cũng giống như bà xã mình luôn. Mình tặng gì vậy anh còn nhớ không? Tặng chiếc nhẫn. Tặng chiếc nhẫn. Có tặng là vui rồi nha. Nhà mình có 2 câu trùng khớp với nhau, 1.000 điểm. Tiếp gia đình số 3. Hai vợ chồng ai là người đam mê văn nghệ? Vợ hay chồng? Thể loại nhạc nào mà vợ thích nghe? Câu 3. Kỷ niệm đi chơi cùng nhau mà hai vợ chồng ấn tượng nhất. Rồi, mời anh đáp án. Vợ là cái người mà đam mê văn nghệ. Cái thể loại nhạc mà vợ thích là bolero. Kỷ niệm đi chơi mà hai vợ chồng ấn tượng nhất là đi xem hát. Là cái hồi đó đó anh. Xem hát hồi xưa á. Rồi sau này mình còn đi xem hát nữa không? Bây giờ có TV với có điện thoại rồi. Hỏi đi. Rồi ở nhà coi TV không vậy đó hả? Chỉ lo mặn cái rảnh cái coi ở nhà coi sao. À, ở nhà coi thôi chứ không có đi ra ngoài coi như trước nữa. Cảm ơn anh. Rồi mời chị. Ai là người đam mê văn nghệ thì chỉ nói là không có. Thể loại nhạc mà vợ thích nghe là bolero. Kỷ niệm đi chơi cùng nhau hai vợ chồng ấn tượng nhất là đi coi hát. Vậy là nhà mình cũng có 2 câu trùng khớp, 1.000 điểm. Ở vòng 1 này thì cả 3 chị em bằng điểm nhau. Cho nên là mỗi người sẽ được bước xuống một ô. Mời bé Bảy. Dạ em bước sang phải ạ. Bên phải. Bên phải không có đèn. Mời Hiền. Em bước bên phải. Bên phải có đèn. Hôm qua dành cho Hiền là một cái bếp điện từ. Rồi mời chị ra. Bên phải luôn. Bên phải luôn. Có đèn. Hôm qua là một cái nồi cơm điện. Và bây giờ là điểm số của ba gia đình nha. Bé Bảy, Ngọc Hiền và chị ra. Mỗi nhà đều có 1.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai, tâm đầu ý hợp. Vòng này thì gia đình của Hiền và anh Linh sẽ thi trước. Ở nhà mình có coi cái vòng thi này kỹ không? Dạ có, em diễn tả anh đoán không được gì chứ. Ok, vậy là tâm đầu ý hợp dữ chưa? Ok, mình cứ thử đi, nhưng mà cố gắng đừng phạm quy là được ha. Rồi. Vẻ đẹp phụ nữ xưa, thời gian bắt đầu. Có hai tờ nha, cái này là cái gì? Bọc. Cái này nè, cái này gì? Cây gì trồng trước cửa nhà? Mai. Rồi gắp lại đây. Mai. Chính xác. Đây à, có hai tờ nha, cái này gì? Mà. Rồi con Kiều Trinh nó tên gì? Nó đi ha, nó đi học nó tên gì? Vợ Nhật nè, Ngọc gì? Phượng. Phượng. Rồi gắp lại. Cái này gì? Mắt Phượng. Rồi. Bốn tờ nha, cái này gì? Mã. Màu gì? Đỏ. Màu gì? Màu gì? Ủa quên nói luôn rồi. Cái này gì? Mũi. Mấy từ? Có ba từ. Trồng nhà mình có mà trồng cây gì trước cửa mình hơi bẻ uống nước á. Dừa. Mũi dừa. Ngang rồi chưa chua xuống rồi. Sao? Mũi dừa xuống hả? Dọc đó. Rồi nè. Đây. Mũi dọc. Cái gì trồng uống nước? Mũi dọc dừa. Đúng rồi. Trời ơi. Hết giờ, mình được 3 từ khóa, 1.500 điểm.
Tiếp theo gia đình của anh Quang với lại chị Ra, mời chị nhìn lên màn hình. Phần quà của nhà tài trợ sắp chủ đề nghề nông. Thời gian bắt đầu. Rồi bây giờ ba từ nè, cháy với mưa là gì? Nắng. Thường thường người ta nói cháy với xấu là gì? Đẹp, nắng không phải, không phải tốt. Đúng rồi đó, đúng từ đó đó. Hằng Phu nó trồng cái gì? Nắng tốt chưa, mưa tốt luôn. Không, có ba từ hả, ba từ đâu hả? Nắng tốt chưa? Được. Thường thường mình sáng sớm mình đi đâu? Thể dục, đi chợ. Không phải. Ra đồng rồi mình đi ruộng, đi ruộng. Không phải đi. Đúng được, từ sao rồi? Ra ruộng, đến ruộng, tới ruộng, đi làm. Đó. Là hai từ gấp lại. Làm ruộng. Đúng rồi. Rồi thường thường như mì rồi đó là tắc kêu cái đó là nó khác với chữ mì là chữ gì? Phai, phai. Đứng từ sao? Thế đó là làm gì? Làm gì? Trồng. Rồi đúng rồi, hai từ ghép lại. Phai trồng. Ngược lại. Ngược lại. Trồng phai. Đúng rồi. Con gì nhá? Con tầm. Chữ gì trước? Chăn nuôi. Đó. Chăn. Rồi. Tầm chăn. Hai từ ghép lại. Chăn tầm. Chính xác. Chính xác. Hết giờ. 2.000 điểm. Mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo gia đình của bé Bảy. Mình xem chủ đề nha. Phần quà của nhà tài trợ shop. Chủ đề phong tục cưới hỏi. Thời gian bắt đầu. Có hai từ nha. Thường thường á mà ở trong nhà anh Sáu á, anh ta bưng cái gì qua anh? Có hai. Đúng rồi. Là mâm chầu. À, không không, cái từ sau của anh là từ đầu bên đây. Chầu cao. Đúng rồi, rồi. Đơn giản. Rồi em thường mua cái gì ngoài con bé hai đồ gãy để về ăn á, có hai từ. Mận. Như mà gọi chung lại á, xoài, trái cây đó. À thí dụ như là bía Sóc Trăng rồi anh gọi cái tên nói bánh. Chung gọi đúng được từ đầu rồi. Chồng là người ta gọi là gì? Chồng với vợ á, cái câu nó có ba từ rồi. Rồi đúng rồi, gắp lại ba từ. Thường mà hồi đó mình hay mua về cho ba uống mà bịch vậy nè, như là bắt trà. Đúng rồi, đúng từ đầu rồi. Chà đúng rồi. Cái mà mình để thắp sáng mình gọi là gì? Bốn từ nha. Bốn từ đúng từ đầu rồi đó. Mà cái không phải là dầu lửa đâu, mà cái cây dài dài lên á, đỏ đỏ ha, sen cây á. Đúng rồi. Đúng rồi, hai từ rồi đó. Con gọng mà mình nói không nói con gọng mà là con gì? Con gì thường thường? Long. Không phải long nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đèn cây long phượng, long phượng. Đèn cây long phượng. Chính xác. Rồi, 5 từ khóa được hết nha. 2.500 điểm. Mời mọi người về chợ. Ở vòng thi này thì gia đình của bé Bảy điểm cao nhất cho nên là được tiến xuống một bước. Mời bé Bảy chọn ô bên nào? Phải tiếp à. Bên phải. Sáng đèn. Phần quà dành cho bé Bảy là một cái nồi chiên không dầu. Điểm số của ba gia đình nha. Bé Bảy 3.500 điểm, Ngọc Hiền 2.500 điểm và chị Ra 3.000 điểm. Và bây giờ chúng ta đến với vòng thi thứ ba, tổ ấm gia đình. Ở vòng thi thứ ba này chúng tôi sẽ có một thử thách dành cho mỗi gia đình có tên là quen hay lạ. Ở đây trên tay Đại Nghĩa là cầm 4 cái chủ đề cho mỗi gia đình. Khi Nghĩa đưa ra một chủ đề nào đó thì mọi người sẽ phải chọn là quen hay lạ. Nếu như chọn quen thì các anh chị ở đây sẽ phải cố gắng tìm được những cái gì đó mà nó nằm trong cái sự quen thuộc của gia đình mình. Và làm sao để hai người tìm được những cái giống nhau. Kết thúc trò chơi này chúng ta sẽ xem lại coi cả ba gia đình, cặp vợ chồng nào là người đưa ra nhiều đáp án trùng khớp với nhau nhất thì gia đình đó sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này. Đầu tiên là gia đình của chị Ra. Chủ đề số 1 là chủ đề bánh. Anh chị giờ muốn chọn quen hay lạ? Quen. Quen. Quen nha. Tức là mình sẽ chọn ra những cái loại bánh nào đó quen thuộc với gia đình của mình nha. Bắt đầu. Chị đưa bánh chuối. Bên kia anh Quang cũng đưa ra là bánh chuối. Chính xác. Anh Quang mê món này không? Mê, con nó tốt rồi, xưa thích lắm. Rồi tiếp nha. Chủ đề thứ hai của chúng ta là vật dụng bếp. Quen. Quen nha. Rồi quen bắt đầu. Chọn cái nào quen nha.
Rồi để lên luôn. Rồi, món vật dụng nhà bếp quen thuộc của chị Ra là cái chảo chống dính. Bên kia anh Quang cũng là cái chảo chống dính trùng khớp. Tiếp, chủ đề khẩu vị. Quen. 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 Rồi, chơi tiếp. Quen. Khẩu vị của nhà mình là ngọt trùng khớp. Rồi, cuối cùng, chủ đề món tráng miệng. Quen hay lạ? Quen. Rồi, quen. Lựa đi. Đó. Món tráng miệng của nhà mình, món quen thuộc là trái cây trùng khớp luôn. Như vậy là nhà mình bốn chủ đề đều trùng khớp hết. Xin chúc mừng. Xin mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo, gia đình của bé Bảy. Chủ đề đầu tiên là thức uống. Quen hay lạ? Lạ. Lạ ha. Rồi, xin mời. Tìm ra cái món thức uống gì mà gia đình mình ít uống, nó lạ lùng với nhà mình. Không quen không ạ? Thì cái món nào là cái món mà nhà mình ít sử dụng? Rồi, thức uống mà chọn là lạ. Bên đây bé Bảy nói là trà đường. Bên kia ông Nhân, ông nói là trà sữa. Vậy là không trùng khớp rồi. Xã mình là ông không có quen uống món đó, cho nên ông thấy món đó nó lạ. Một cái chưa trùng khớp nha. Tiếp theo, chủ đề sở thích. Quen. Quen không anh? Quen. Rồi, quen. Sở thích nào quen thuộc nha. Giờ sở thích quen thuộc của gia đình mình luôn á anh ha. Đó là đi cà phê trùng khớp. Hai vợ chồng cùng đi cà phê mấy lần? Dạ, anh đi mỗi ngày. Vợ cũng thỉnh thoảng, tại vì quán kế bên. À, quán cặp kế bên. Chung dách. Hèn chi, quen. Chủ đề con vật, quen hay lạ? Quen. Quen. Coi con nào quen. Đó là con chó trùng khớp. Nhà mình nuôi mấy bé chó? Dạ, ba bốn con. Rồi vậy cũng nhiều ha. À, mà chắc tại vì dưới quê nhà mình có sân vườn á. Dạ. Cho nên là cần phải có chó để mà canh chừng ha. Rồi, chủ đề cuối cùng nè. Món ăn. Quen hay lạ? Lạ. Lạ nghe, chọn lạ. Món lạ nghe anh. Rồi. Dạ. Coi coi món nào lạ, để lên. Chưa. Bên kia thấy có món nào lạ chưa anh? Chưa thấy có lạ rồi. Hay món nào anh cũng quen hết? Món nào cũng quen vậy. Rồi, bên đây bé Bảy để là canh củi. Bên kia anh để là canh rau cải. Ủa danh canh rau cải mà lạ hả anh? Thấy bên đây vợ thường ăn canh củ nhiều mà. Bên đây vợ anh để là canh củ là lạ nè. Còn canh rau cải thì nó quen thuộc hơn với bé Bảy. Như vậy là nhà mình có hai đáp án trùng khớp với nhau rồi nha. Xin mời gia đình tiếp theo, gia đình của Hiền. Tiếp theo gia đình của Ngọc Hiền. Chủ đề đầu tiên là thể loại nhạc. Mình chọn quen hay lạ? Quen. Quen. Cả hai đã lựa chọn đáp án đó là nhạc trữ tình. Chính xác, trùng khớp với nhau luôn. Đẹp. Chương trình truyền hình yêu thích, mình chọn quen hay lạ? Anh Linh. Thích. Lạ. Ủa quen. Quen. Ủa, quen. Chọn quen nha. Quen. Cái quen. Chương trình nào mà mình yêu thích, mình thấy quen thuộc. Rồi. Bỏ qua đây, bỏ qua đây. Chương trình là yêu thích đấy đúng không? Dạ. Là cái đó đó hả? Dạ. Rồi. Hai người đưa ra đáp án là chương trình Thời sự trùng khớp. Tiếp chủ đề hoa. Quen hay lạ? Quen. Quen. Rồi, chọn cái hoa nào quen nha. Dạ.
để lên. Đáp án của mình là hoa dạng thọ trùng khớp. Anh, nhà mình có trồng hoa dạng thọ không anh Linh? Dạ có anh, trồng dịp Tết trồng cỡ vài trăm giỏ vậy đó anh. Vài trăm giỏ? Dạ trồng cũng bán vậy. Hèn chi là hoa dạng thọ là cái loại hoa quen thuộc của hai vợ chồng ha. Chủ đề cuối cùng, trang sức. Quen. Quen, rồi. Trời đất ơi, nè bây giờ dòm cái tay bà thôi là thấy rồi. Thấy cái cườm tay bà không? Một sắp. Lựa chọn trang sức quen thuộc là vàng, vàng trùng khớp. Nhà mình quá xuất sắc rồi. Cả bốn chủ đề là trùng khớp với nhau hết. Xin chúc mừng. Mời mọi người về vị trí của mình. Ở vòng thi vừa rồi thì gia đình số 1 trả lời trùng khớp với nhau được 2 đáp án. Gia đình số 2 và số 3 trùng khớp được hết cả 4 đáp án. Cho nên ở vòng này gia đình số 2 và số 3 mỗi nhà sẽ nhận được 3.000 điểm. Và gia đình số 1 sẽ nhận được 2.000 điểm. Ngoài ra gia đình số 2 và 3 mỗi người sẽ còn được tiến xuống một bước. Đầu tiên là mời chị ra chọn ô bên nào? Em chọn bên phải. Bên phải, mời chị. Không có đèn, mời Hiền. Em chọn bên phải. Bên phải. Cũng có luôn. Có đèn. Mình xem là điểm số nha. Bé Bảy 5.500 điểm, Ngọc Hiền 5.500 điểm và chị ra 6.000 điểm. Như vậy là gia đình của bé Bảy và Ngọc Hiền bằng điểm nhau. Chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ nha. Và gia đình nào thắng ở câu hỏi phụ này sẽ bước vào vòng đặc biệt cùng với gia đình số 3. Câu hỏi đố về một loại trái cây. Tên nghe chẳng thiếu chẳng thừa, ăn vào vừa bổ lại vừa ngọt thơm, trái gì? Mời bé Bảy. Dạ đu đủ. Là trái đu đủ. Chính xác, chúc mừng. Chẳng thiếu chẳng thừa là đủ đúng không? Là trái đu đủ. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm chia tay với gia đình của Hiền tại đây. Gia đình của bé Bảy và gia đình chị Ra sẽ bước vào vòng đặc biệt mang tên chìa khóa hạnh phúc. Đây là một dãy gồm có 22 chữ cái nha. Câu số 1, hãy điền vào chỗ trống. Trong nấu ăn có câu nhất rán da, nhì rán chín, ba chấm chấm chấm. A trở bề, B rán giòn, C rán sống. Mời chị ra. Em trả lời là rán giòn. Chị biết rán giòn là sao không? Chiên cho nó giòn. À, chiên cho nó giòn á. Dạ. À, đây là đáp án chính xác. Mở chữ. 4 ô chữ đã mở. Câu 2, câu hỏi đến từ nhà tài trợ shop. Có nên ngâm trực tiếp đồ dùng nhà bếp bằng gỗ tre nứa vào nước rửa chén không? Mời chị ra. Em trả lời là không. Tại sao mà? Tại ngâm nó vô trong đó cái nó bị thâm chiếc đũa. À, nó bị thâm chiếc đũa. Đây là đáp án chính xác. Vì các chất tẩy rửa trong nước rửa chén sẽ thấm sâu vào bên trong thớ gỗ, rất khó để rửa sạch hoàn toàn và dễ gây ẩm mốc vi khuẩn. Thay vào đó, hãy pha loãng nước rửa chén với nước ấm, rửa dưới vòi nước và dùng cái mút rửa chén mềm để chùi rửa nhẹ nhàng bề mặt đồ dùng bằng gỗ nha. Mẫu chữ. 4 mẫu chữ nữa. Câu số 3. Nhiều người uống nước đậu bắp để trị viêm đau khớp. Theo bạn, quan điểm này là đúng hay sai? Mời bé Bảy. Dạ sai ạ. Sai. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là đậu bắp nó có cái chất nhờn á. Dạ, dạ. Mình ăn mình thấy nó nhờn nhờn và cứ nghĩ rằng là mình ăn đậu bắp, uống nước đậu bắp thì nó sẽ bổ sung cái chất nhờn vào những cái khớp xương. Nhưng mà đó là quan niệm sai. Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương và đông máu, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương, gãy xương. Và thứ này có nhiều trong đậu bắp. Tuy nhiên, đối với những người đã bị đau viêm khớp thì không nên sử dụng nhiều đậu bắp. Bởi vì trong đậu bắp đồng thời có chứa solamin, một hợp chất khiến tình trạng đau viêm khớp nhiều hơn. Mở ô chữ. 5 Và bây giờ thì chúng ta được quyền đoán. Mời bé Bảy. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Câu này có ý nghĩa gì vậy? Có nghĩa là ví dụ như gia đình mình dung dáng làm sao để được hài hòa. Một cái mền nó vừa đủ nhỏ nhỏ thế này mà nếu như chúng ta chịu khó một chút thì cũng có thể đắp đủ chung cho những thành viên trong gia đình. Ý câu nói này là chúng ta hãy vung vén khéo léo làm sao để những cái chi tiêu trong gia đình nó hợp lý, nó vừa phải thì chúng ta vẫn sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Đó là đáp án chính xác.
xem là điểm số nào. Bé Bảy 11.500 điểm và chị Ra 8.000 điểm. Xin chúc mừng. Mời gia đình Bé Bảy lên phía trước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Chúc mừng gia đình của bé Bảy. Và bây giờ đến phiên anh Nhân, anh sẽ lấy những cái sản phẩm của shop để đầu tư bên kia nha. Ráng mang về nhiều nhiều sản phẩm của shop, mang về cho gia đình bà con mình cùng xài nhé. Thêm đó. Rồi, hai bên ngang bằng nhau rồi. Chúc mừng gia đình của bé Bảy. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình ngày hôm nay về 3 là gia đình của Hiền với giải thưởng là 5.500.000 đồng. Về Nhi, gia đình của chị Ra giải thưởng là 8.000.000 đồng. Và về Nhất, gia đình của bé Bảy giải thưởng 11.500.000 đồng. Cảm ơn cả ba gia đình đã đến với Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhà hàng shop đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau, phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 16:00 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.